không thể phủ nhận nhiều người trong cuộc sống này xuất hiện đã được gia đình trải sẵn đoạn đường đầy hoa hồng, không phải vướng bận bất kỳ điều gì về việc thất nghiệp sau khi ra trường. Thế nhưng cũng bởi được lựa chọn sẵn hướng đi mà nhiều người chơi trẻ không kìm nô đuổi được đam mê, không sống được với những điều phiên bản thân mình mong muốn thực sự. Mới đây kể lại câu chuyện có thực của phiên bản thân khi từ bỏ một công việc ổn thỏa, cuộc sống hòa bình tự tại để dấn thân đời kiếm sống bằng những công việc nhọc nhằn, chàng giảng viên của một trường học viện quân sự khiến không ít người xúc động. Bài viết được chia sẻ trên Kim Nhu Côn Kinh Xôn Hãnh Chụp Màn Hình. Trong dòng chia sẻ của mình, chàng trai có viết, từ bỏ một thói của Kinh đã là một điều khó, từ bỏ sự nghiệp, cái sự nghiệp mà làng hội rất nhiều người thèm muốn mơ ước cũng khó mà có thì phiên bản thân tự mình buồn bỏ, từ bỏ quân hàm thượng úy, từ bỏ địa vị là giảng viên đại học của một học viện, từ bỏ chỉ tiêu dự nguồn cao học đang đợi ở ngay trước mắt. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là điều ngu dốt nhất và sẽ mang ra làm câu chuyện để phán xét bàn tán. Nhưng nói cũng phải nói cho rõ, với quyết định từ bỏ đó, tự tay tháo xuống bộ quân hàm trên vai thì chưa hề có điều tiếng gì tiêu cực từ mặt cơ quan, tổ chức và làng hội về sự kiện đó, mọi thứ đều là do cá nhân tự nguyện và hoàn toàn được tổ chức tôn trọng. Bản thân xuất hiện có lẽ đã được gia đình tạo điều kiện đặt sẵn ở giặc đích, nhưng cá nhân tôi lại không thích mình sống quanh quẩn trong giặc đích do người khác đặt cho. Do vậy, việc tôi tự nguyện buông bỏ và bước chân ra bên ngoài để làm việc kim nô đam mê và kim nô đuổi một ngành còn đang rất thế hệ tại Việt Nam có lẽ là quyết định mạo hiểm, nhưng tôi đã suy nghĩ và chấp nhận mọi đen đuổi có thể xảy đến, chưa từng cảm thấy ăn năn. Bản thân muốn chạy lại từ điểm xuất phát để cảm thấy dù mình chưa về đến đích đê nữa nhưng mình vẫn đã được đi bằng chính đôi bàn chân và đi trên đúng đoạn đường mình chọn chứ không phải được cõng trên một đoạn đường mà ngay từ đầu đã không biết nó là gì. Đôi khi con người ta lại hay ho như vậy, người ở giặc đích họ lại không cảm thấy hứng thú với những gì họ có được, còn người ở giặc xuất phát họ lại dễ dùng để có thể đạt tới đích úy nhưng mãi không được. Dù là ai thì khi xuất hiện và lớn lên cũng đều mang ước mơ hoài bão và khát khao được làm những điều phiên bản thân mong muốn. Cũng trong dòng tâm sự của mình trên mạng làng hội, chàng trai cho biết phiên bản thân đã từng chạy kinh ôm, giữ kinh, làm bảo vệ nhà hàng chỉ để tự tay mình kiếm từng đồng tiền đã để mua được gói mì quả trứng cho bữa ăn và trải nghiệm những điều phiên bản thân mong muốn nhất. Dù cuộc sống khó khăn nhưng tất cả đó thế hệ là động lực giúp anh chàng chạm tới được đam mê biến thành một kim nham kinh như hiện tại. Sự vất vả, nỗi lo cơm áo gạo tiền khi từ bỏ mọi thứ trở nên kim nô bám anh và chính bởi sống trong thiếu thốn cùng cực, anh thế hệ nhận ra được đâu là người chơi thực sự của mình. Bởi lẽ hiếm có ai chịu quan sát cả quá trình người chơi cố gắng mà chỉ khi người chơi gặt hái được kết quả rồi, họ thế hệ tung hê người chơi dù trước đó họ có buông những lời chỉ trích. Thành công hay thất bại vẫn là hòa bình phiên bản thân cảm nhận và cố gắng, chứ hoàn toàn không phải là những câu từ nhận xét của người ngoài. Sau khi chia sẻ, bài viết thu được rất nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng, không ít người để lại những dòng bình luận động viên, gửi lời chúc chiến thắng tới anh chàng trong thời gian tới. Đồng thời cũng có khá nhiều người chơi sinh viên lấy đây như một bài học, một niềm tin cho hành trình kim nô đuổi ước mơ của mình. Từ bỏ được lớp vỏ bọc là điều đáng được tự hào, chúc anh chiến thắng và cũng tự chúc phiên bản thân mình thành công. Có lẽ rất nhiều người đã và đang làm công việc mà bạn dạng thân không thực sự đam mê, nhưng quyết định từ bỏ công việc đang mang lại thu nhập ổn định để bắt đầu lại và xuất phát thì ít người làm được. Một khi đã vậy thì phải nỗ lực thành công gấp gáp đôi gấp gáp ba mới dám ngẩng đầu với thiên hạ, còn không chỉ là những tháng ngày hối hận trách móc. Ngưỡng mộ bạn, mình không đủ dũng khí như bạn. Khi mọi người biết mình bỏ làm tại bệnh viện ủy ban ai cũng than trách mình. Gần như mình bị rơi vào trầm cảm trong khoảng thời gian đó. Nhưng mỗi người có một lý tưởng riêng. Mình cũng sẽ nỗ lực vì lý tưởng của mình. Chúc bạn thành công. Bài viết như của chính mình viết ra vậy. Nhưng sợ hãi thấy ở anh đang có một niềm tin sụt sôi còn sợ ha thì khác. Cứ mỗi lần bạn dạng thân dấp trượt sợ ha lại muốn.